Tiến sĩ Đơ, người nói cái gì đi chứ? Thì thua rồi, được chưa? Được chưa, được chưa? Để thua ba ba bự, vậy thì Mama Bay sẽ không bao giờ chú ý tới ông là đúng rồi, tiến sĩ Đơ. Còn lâu ta mới thua ba ba. Ta chỉ thua vì tất cả tính toán nằm ngoài dự đoán của ta mà thôi. Nguyên nhân cũng từ hai người vô dụng mà thua. Hê, mắc gì đổ lỗi cho bọn ta? Bọn ta làm theo lời của ông mà. Thôi thôi thôi, dừng lại, đừng cãi nhau. Nghĩ cách gì đi chứ. Ta có kế hoạch mới rồi. Một kế hoạch hoàn hảo cho tương lai để thống trị thế giới. Bây giờ quay lại và thực hiện kế hoạch thôi. Mệt lắm rồi đúng không? Của em nè. Em cảm ơn chị. Của em nữa. Nè, cậu uống đi. Ngày hôm nay cậu cũng vất vả rồi mà, cậu xứng đáng. Tôi không uống đâu. Như vậy là cậu đã bán được bằng số tớ bán rồi đấy. Vui chưa? Vui gì mà vui. Tớ thấy tớ vô dụng quá. Đi cả ngày mà chẳng bán được bao nhiêu, trong khi cậu lúc nào cũng bán hết. Không bán được nhiều vé số thì có gì đâu mà vô dụng. Cậu không có tài năng ở chỗ này thì có tài năng ở công việc khác thì sao? Đúng là ngoài bảnh bao ra thì tớ chẳng có tài năng gì cả. Thì cậu có tài năng giúp đỡ người khác. Không phải đứa trẻ nào cũng giúp đỡ được người khác như cậu đâu. Nè, cậu uống đi. Cậu cũng uống đi. Hôm nay tớ bán được nhiều vé số, tớ uống no bụng luôn rồi. Bây giờ không thể nào uống được nữa. Tớ ước gì ngày nào tớ cũng bán được thật là nhiều vé số để có tiền mua sữa cho tất cả chúng ta. Thôi được rồi, tớ quyết định. Tớ sẽ đi bán hết chỗ vé số này để có đủ sữa cu cho tất cả chúng ta. Bà bánh bao, đợi tớ với, đợi tớ với. Hai đứa ở nhà không được đi đâu nghe chưa? Chị đi bán rồi về liền. Bà bánh bao, đợi tớ với. Ôi, đẹp tớ. Chắc tớ không lần mà. Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Ủa, chưa đến Tết mà. Ừ, thì chưa đến Tết, nhưng mà tại vì tớ vui tớ hát. Bộ cậu chưa nghe từ vui như Tết hả? Tết, ai cũng vui đúng không? Là sao? Có nghĩa là Tết thì chúng ta sẽ được nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài học tập ở trường, được đi chơi nè, được lì xì nữa. Tết đến á, khi mà chúng ta uống sữa cool sẽ được nhận lì xì, nhận quà nhiều lắm luôn á nha. Ừ ha, vui thiệt. Tết đến chúng ta tặng quà cho các bạn nhỏ sẽ rất là ý nghĩa. Được nhận quà và lì xì trong ngày Tết sẽ rất là vui. Ủa nhưng mà khoan, tụi mình là con nít mà, tại sao tụi mình phải lại tặng quà cho mọi người? Mọi người phải tặng cho tụi mình chứ. Silly à, có những bạn nhỏ thiếu thốn, không được đầy đủ như chúng ta đâu.
Tết đến không được nhận quà, không được lì xì, không có sữa cun để uống như chúng ta. Chúng ta chia sẻ sữa cun, chia sẻ quà Tết, chia sẻ niềm vui đến cho mọi người, thì chúng ta sẽ nhận lại được rất là nhiều niềm vui. Tết đến, mọi người cùng vui thì Tết mới vui. À ha, sao ta không nghĩ ra ta, chấp chấp là số 1. Nè, chấp này chứ. Ủa, sao số 1 mà ta, ui. Tám Tú, con gái yêu quý, ba có quà cho con nè. Hả? Yeah! Cảm ơn ba. Ba, có được giải thưởng, con tặng những bạn nhỏ ở máy ấm cool đồ không? Nếu được tặng quà, các bạn sẽ vui lắm. Quà tặng của con sẽ do con quyết định. Các bạn đều có hoàn cảnh thiếu thốn hơn con muốn giúp đỡ các bạn. Con gái của ba là một cô bé tốt bụng. Ba rất vui vì con biết nghĩ tới người khác. Đó là một việc tốt. Tụi nhỏ thật đáng thương, chỉ vì dịch bệnh mà trở thành mồ côi. Cũng nhờ mái ấm cun nhận nuôi giúp chúng được an ủi phần nào. Em cũng muốn giúp tụi nhỏ. Con cũng vậy, con tham gia vào tổng đài siêu cun để kết nối với các bạn nhỏ khác nữa. Các bạn nhỏ sẽ được kết nối với các bạn khác để giúp đỡ lẫn nhau, bớt đi cô đơn và thiếu thốn nữa. Các bạn nhỏ tặng quà, đến chơi vào các dịp lễ cùng nhau, vui lắm ạ. Con gái mẹ thật tốt bụng, mẹ vui lắm. Anh, con gái bé nhỏ vừa dạy cho chúng ta một bài học về việc tốt đấy. Chúng ta cũng phải giúp đỡ các bạn nhỏ thôi. Chúng ta sẽ cùng Kun giúp những bạn nhỏ có một cái Tết thật đầy đủ nhé. Yeah! Này mama gọi dậy sớm, ba đưa đi đến trường, có sẵn bữa sáng với thật nhiều tình thương. Thơm quá đi thôi, có đùi gà này, còn có cả sữa cun, chắc chắn tụi nhỏ sẽ thích lắm đấy. Ủa, tại sao ở đây lại có một em cún đáng yêu hết này nhỉ, mà lại không thấy ai? Tại đây chị thương mèo, hình như em đói lắm đúng không? Thật là tội nghiệp em. Cho em một miếng. Ngon lắm đúng không? Nhưng mà chủ của em đâu rồi nhỉ? Hay là em cũng không có ba mẹ giống như chị? Thật là tội nghiệp quá đi. Thôi được rồi, không sao, từ nay đã có chị chăm sóc cho em. Nào, đi về cùng với chị thôi. Các bạn kia, dừng lại. Các bạn có biết làm như thế thì cây sẽ đau lắm không? Nó là cây mà. Là cây cũng biết đau, giống như các cậu bị xước da vậy. Các cậu cũng đau lắm đấy thôi. Bộ cây nói cho cậu biết là nó bị đau à? Cậu nghe được cây nói sao? Tớ không tin. Tớ không nghe được cây nói, nhưng mà tớ hiểu. Được rồi, nếu cậu muốn mình tớ dừng lại, phải đưa tớ sữa cun. Được, tớ đồng ý. Trong sữa cun có công thức cao lớn, giúp các cậu cao hơn. Nhưng mà khi các cậu cao lớn rồi thì phải làm điều có ích cho xã hội. Không được phá hoại cây nữa, phải bảo vệ môi trường, nghe chưa? Được rồi, đưa đây. Nhưng mà các cậu phải hứa đã. Hứa thì hứa. Ký tên, đóng dấu. Nè. Em có sao không em? Chắc là sẽ khỏi sớm thôi, đừng buồn nhá. Ba Bự là người khỏe nhất trong gia đình nông dân siêu phàm và là người bảo vệ siêu cung của nông trại. Với sức mạnh của mình, Ba Bự đã đánh bại nhiều âm mưu phá hoại nông trại của tiến sĩ đó. Wow, ba giỏi quá, nhé ta ba vào đây luôn. Bảo Bánh Bao, lại đây tớ nói cho nghe cái này. Đợi xíu. Có chuyện gì ấy? Con heo của tớ sắp đầy rồi. Ghê vậy, nhanh thế. Khi nào nó đầy, tớ sẽ đập nó ra, sau đó đổi cho mỗi người một hộp bút. Sắp đến Tết rồi, đây sẽ là một món quà rất ý nghĩa. Cho cậu này.
cậu cho đó. Sao cậu không giữ lấy tự đổi? Thì tớ cũng sưu tập được kha khá rồi. Với lại ấy, tớ cũng phải sẻ chia với mấy đứa mà. Người ta thường nói là lá lành đùm lá rách, mà lá rách thì đùm lá mồng tơi. Tào lao. Lá mồng tơi là để nấu canh. Câu này đúng là lá lành đùm lá rách đùm lá tả tơi, là để chỉ sự chia sẻ, đoàn kết đó. Thế à? Khi nào mà tớ đổi được, tớ sẽ đổi cho mỗi người một hộp bút như thế này. Nhờ có nó mà tớ đã học giỏi hơn rất là nhiều đó. Tay cậu giờ đừng có mà động vào. Lúc nào tớ đủ tớ đổi cho. Chắc chắn rằng khi mà cậu có hộp bút này thì cậu cũng sẽ học giỏi hơn thôi. Chị yêu em quá đi thôi. Chị cảm ơn em nhé. I love you. Bạc bạc. Mấy cháu cứ lựa đi nhá. Lựa được cái nào rồi cô ra cô bán cho. Cái này giờ này còn đổi thẻ có quà nữa hả cô? Ừ đúng rồi. Anh mua vé số giùm em với. Có ơi, cho con đổi được về cun. Con lấy đôi nào. Lấy màu nào. Ừ lấy đi. Chị ơi, vé số không chị? Cô ơi, thế cho con. Đây. Cô ơi, em có hộp thuốc cun không hả cô? Đây, của con lại. Dạ, lẹ giùm con cái. Dạ rồi, cảm ơn. Hôm nào hết lại mua nhé. Dạ vâng. Nhóc, đi chỗ khác bán vé số đi chứ cô không mua đâu. Cho cháu đứng ngắm quà cun một lúc thôi ạ. Này, thế có thẻ đổi quà không? Thẻ gì ạ? Thì là thẻ siêu quyền năng. Thẻ siêu quyền năng là thẻ gì ạ? Đây là thẻ siêu quyền năng này. Chỉ cần mua một thùng sữa sô-cô-la lúa mạch hoặc là thùng sữa chua cam dâu 180ml sẽ được ngay một thẻ quyền năng. Lúc đấy á, đổi gì cũng được. Wow, thích thế. Nhưng mà cháu lại không có tiền để mua sữa mất rồi. Thế không có tiền á, thì mau mau đi bán vé số đi. Rồi có tiền lại đây mua sữa, lấy thẻ đổi quà. Đi cho tôi còn bán hàng. Đôi giày của tôi đây đâu rồi? Thằng nhóc đứng lại. Đứng lại đây. Mày lấy đôi giày này của tao phải không? Vừa nãy vẫn còn nguyên ở đây. Đi lên đồn công an với tao. Không nhanh, phải cháu. Nhanh. Cháu không lấy. Không đi phải cháu. Tao lên trên đồn công an. Cháu. Cô mày mắt lên cháu. Đồn công an xem mày cháu có cháu sai được nữa không? Con nứt con nồi mà bày đặt ăn trộm. Đi lên đồn công an với tao. Con thả bạn cháu ra. Có chuyện gì vậy? Con nói cho cháu nghe đi. Hai đứa chúng mày là đồng bọn đúng không? Không phải, bọn cháu là bạn. Bạn bè, mày đền ngay cái đôi giày mất này của tao đi. Không phải cháu. Chỉ có mình mày đến cháu đây lấy thôi mà. Không có ai khác cả. Tớ không lấy giày của cô ấy. Mà cô ấy cứ nói tớ là kẻ ăn cắp. Bọn cháu không phải là kẻ ăn cắp. Mẹ cháu dặn nghèo cho sạch, rách cho thơm. Bọn cháu tuy nghèo nhưng không có ăn cắp của ai bao giờ. Ai mà tin hai đứa con nít danh đi bán vé số bao giờ. Thế bây giờ ai là người đền cái đôi giày đó cho tôi? Bán vé số thì sao hả cô? Cứ bán vé số là ăn cắp hả cô? Đúng rồi, để cháu đền cho cô. Có tiền tôi không ăn cắp. Tôi không lấy. Không việc gì phải đền. Cháu không có tiền. Nhưng mà cháu có vòng bạc của mẹ cháu cho. Cháu đưa cho cô à. Khi nào cháu có tiền thì cháu sẽ đem đến trả lại cho cô. Cháu cho cô đi về. Nhưng mà cái vòng này làm sao mà đủ? Con là cây nến vàng, tự là cây nến xanh. Con làm luôn nến hồng, con tự biết lung linh. Chẳng có một gia đình. Cậu lại hát tào lao cái gì vậy? Chế lời linh ta linh tinh. Mà có bọn tớ là gia đình của cậu rồi mà. Tại sao tớ đang hát, cậu lại cắt ngang? Cậu có muốn tớ cho cậu biết tay không? Tớ chỉ đùa một chút thôi mà. Đúng thật, bạn mình là một gia đình các em nhỉ. Anh em mình là một gia đình. Một gia đình là nhảy xâm sinh. Đừng nhảy nữa, sập nhà bây giờ. Anh Bảo ơi, anh hát bài Hãy nở nụ cười cùng cun đi anh. À, bài Hãy nở nụ cười cun tươi vui mà ngày nào anh cũng hát đấy đúng không? Dạ. Trời, bài đó hơi bị hay. Nào, chúng ta cùng chờ đón phần trình diễn của ngôi sao ca nhạc sắp đời Bảo Bảnh Bảo. Thank you.
bạn là ai mà ôm như thế nào, chỉ cần kề vai, chẳng biết dù nắng hay mưa sao. Đừng khóc khi không một ai bên cạnh, đừng lo vì ta không một mình. Cuộc đời mưu sinh, phân đấu giữa bộn bề phố xa, hãy sống quên đi những chuyện buồn đã qua. Hạnh phúc đôi khi không phải thứ xa vời, sẽ chia và bên cạnh nhau thế thôi. Hãy nở nụ cười tươi, chiến đấu với cuộc đời, hãy sống trao yêu thương cùng bạn bè muôn phương. Vì cuộc sống giống như một bức tranh màu, hạnh phúc nào cũng phải trải qua niềm đau. Hãy nắm tay cùng nhau, phải sống cho thật ngầu. Cuộc sống là cho đi, đừng chần chừ lãng phí. Mọi nơi ngày nở nụ cười tươi. Thôi 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 thôi, cậu có thôi đi không? Bài hát đang hay như thế mà cậu toan phá rồi. Người ta vẫn hay nói hát hay không bằng hay hát đấy thôi, đúng không mấy đứa? Thôi thôi, em chỉ hết anh bảo hát thôi. Đúng rồi. Sao băng kìa mọi người? Mấy đứa ơi, sao băng kìa, mọi người cùng ước đi, bởi vì khi có sao băng thì tất cả điều ước đều trở thành hiện thực đó. Em ước là có học bút cun để chị Thơ dạy em học giỏi như chị Thơ vậy đó. Còn em ước muốn có bộ dụng cụ học tập cun để làm bạn với em. Còn tớ ước có thật nhiều thẻ cun, thẻ siêu quyền năng ấy, để tớ có thể sưu tập được tất cả các phần thưởng của cun. Còn tớ thì tớ ước được ba mẹ nhận nuôi, lúc đó tớ sẽ cho em gái hộp bút cun, em trai bộ đồ dùng học tập cun. Còn cậu thì tớ cho cậu thật nhiều thẻ siêu quyền năng được chưa? Wow. Yeah. Yeah. Có thật không hả bác? Thật mà. Lại đây mấy đứa. Thơ. Có tin vui, tin sốt dẻo đây. Tin gì vậy? Tết đến rồi. Còn lâu mới tới Tết cơ mà lại giống ngủ một tí. Dậy đi. Thơ, dậy đi. Có bác tổ trưởng tới gặp cậu kìa. Thơ, dậy đi. Dậy mau. Tết đến chứ con rồi Thơ. Con chào bác. Là sao hả bác? Con đã được nhận nuôi. Yeah! Chúc mừng cậu, Tớ được nhận nuôi á? Đúng rồi, cậu sắp có gia đình mới, cậu có bố mẹ mới, xong rồi cậu được ăn ngon, mặc đẹp, được đi học. Con phải trông ngoan, biết nghe lời cha mẹ. Còn tụi nhỏ đây đã có bác rồi, bác sẽ liên hệ với mấy ấm quân, sẽ đưa tụi nhỏ vào đó sống. Tụi nhỏ sẽ được chăm lo, sẽ được đi học, con khỏi phải lo. Con cảm ơn bác. Nhưng mà tớ sẽ nhớ mọi người lắm. Còn cậu á, nhớ chăm sóc cho hai em nghe chưa? Cậu đừng lo, tớ sẽ cho mấy đứa ăn no rồi uống rượu cun mỗi ngày, yên tâm đi. Cậu hứa rồi đó, nếu như hai đứa có chuyện gì xảy ra thì tớ sẽ cho cậu biết tay. Còn hai đứa nhớ nghe lời anh bảo, chăm ngoan, rồi mai mốt chị về, chị sẽ mua thật là nhiều đồ chơi và sữa cun cho hai đứa nữa nha.
Cùng Cun, săn quà Tết kết yêu thương ngay thôi. Trong mỗi thùng khuyến mãi Tết của Cun túi, Cun chai và Lip Bắp sẽ có bao lì xì 100% cơ hội trúng thưởng. Nhận được lì xì sung túc rước về già một túi lạnh Aqua. Nhận được lì xì nhiều niềm vui, đổi một phao hồ bơi bò ngu dễ thương. Nhận lì xì năm mới nhiều sức khỏe, đổi một đôi giày thể thao Cun siêu ngầu. Nhận lì xì năm mới như ý, có ngày một thẻ quyền năng như ý. Tích thu đổi ngàn quà Cun cực chất, hàng ngàn giải thưởng tiền mặt cực hấp dẫn. Chương trình bắt đầu từ 15/11/2021 đến 31/3/2022. Hello. Sữa Cun về rồi, sữa Cun về rồi. Mệt quá, giờ là 3 giờ sáng rồi. Sáng sớm rồi mà vẫn chưa được ngủ. Mùa xuân năm nay đã tới, em vui tươi tung tăng hát ca. Đào mai đua nhau khoe sắc khắp mọi nhà. Tuổi mới em sẽ thay đổi, cho cuộc đời ngày một thêm sáng tươi. Hạnh phúc khi được ngập tràn trong tiếng cười. Phải học chăm như anh chớp chớp, bé siêng năng như em tam tuốt. Đừng ham chơi lười biếng như là bụi vào khổ lô. Nhìn dòng xe trên nhau đông đúc, tiếng reo hò hò nhịp vang khắp nơi. Mùa xuân năm nay cảm xúc thật tuyệt vời. Mùa xuân năm nay đã tới, thấy trong lòng ôi sao phơi phới. Tìm thêm dăm ba câu chúc gửi muôn nhà, muôn nơi. Cùng nâng ly ta kính chúc, chúc yên bình cuộc đời thêm sáng tươi. Để nắm say trong những giây phút tuyệt vời. Vì mùa xuân năm nay đẹp lắm, hãy yêu đời và gạt nước mắt rơi. Để Tết đong đầy cuộc xuất hiện nơi đây. Năm nay đã tới, bánh mứt kiệu hương tràn ngập khắp nơi. Chẳng còn dại khờ nhõng nhẽo, em đã lớn rồi. Chị là mệt muốn chết luôn rồi. Ở đầu kia để chị chỉnh cho các em. Yeah, mệt lắm, không có vui đâu. Mọi đau thương gian khó ta đều không màng. Bạn ơi, mình cầm tay say sưa khúc khích, kể những kỷ niệm của một năm đã qua. Hạnh phúc đơn giản là khi có chúng ta.